hit me. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cái bộ trang phục tím cuối cùng của nhân vật ma thuật sư trong cái đợt cầu đợt này ha, có tên là giáo sư văn học. Mình thì thích nhất là cái áo choàng của ông này ấy. Cái gì á? Không hiểu luôn. Không hiểu sao đeo cái mặt nạ vô có đầy cái bàn tay đằng sau lưng luôn. Có vẻ như là bị ma ám hay gì đó. Đấy, các bạn thấy không? Ngầu bá cháy chưa? Bạn Elias này thì bạn ấy lên cái nhánh 369 thì mình cũng sẽ chơi cái bảng 369 luôn cho anh em cùng xem nha. Đi cứu người cũng vui mà đúng không? Cơ bản là do nhân vật này có cái cây gậy đũa thần ấy, một phần là có thể lẩn trốn được khi mà các bạn có thể lên thêm một cái nhánh persona mất dấu chân. Cái thứ hai là cái gậy đũa thần này khi mà tạo ra một cái phân thân á thì dĩ nhiên là các bạn sẽ đỡ được một hit của Hunter nhá. Phải xoay cam để xem là Hunter nó vung kiếm như thế nào, vung đòn đánh như thế nào thì các bạn hãy dùng cây đũa thần. Ngoài ra nữa thì các bạn sẽ không bị tẹt rô nè, nhưng mà có một cái nhược điểm là cứu ghế hơi lâu. Nhưng mà khi cứu ghế sẽ để lại một cái phân thân của các bạn trên ghế, đánh lừa Hunter rất là nhẹ nhàng và tình cảm luôn. Đấy, bạn nào mà lag thì chơi nhân vật này cũng rất là ngon, bởi vì là cái hiệu chuẩn của nó rất là dài, rất là khó để hụt luôn ấy. Ít ra thì cầu đợt này cũng rất là xinh xẻo, rất là đẹp đúng không? Đẹp từ Hunter tới Survival. Mấy cái bộ skin B cũng rất là xinh đấy. Đây các bạn có thể thấy cái áo khoác của nhân vật này. Đó, ngon chưa? Không hiểu sao cái này hình như là cái nón hay sao đúng không? Nếu mà là cái nón thì cái nón của cái áo khoác. Có vẻ rất là yên bình khi mà mình nghe thấy tiếng của gây xa. Tại vì cứ sợ, tại vì là nhỡ đâu con hầu của Rimwick nó bò tới thì dĩ nhiên sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên là đầu game lúc nào mình cũng xoay cam hết trơn á. Xoạt 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 kia là thấy sợ rồi. Thôi xong bà Hương Sư để mình đi cứu. Xương xương nó cũng chắc cũng được khoảng 3 máy ấy nhở. Ok, đẹp quá. Cứ miễn là đừng có cai ngay hầm này rồi xuống ghế dưới hầm là được. Đừng di chuyển, tớ sẽ giúp cậu. Bò bò bò. Bò bò bò. Tới nè. Gác mộ 99, ok. 3 máy luôn. Yo. Yo. Bà này bơi ghê thế nhỉ. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Đúng là bà gây xa. Để đỡ cho bạn một hit nè. Ui má ơi. Này bà. Bà giơ tay lên trên trời với tôi nè bà. Thôi tôi đi đây nha bà. Tôi đi đây. Nói đến văn các bạn thấy không? Trời ơi. Những cái giờ buồn ngủ nó ập tới rất là mệt mỏi luôn ấy. Ôi, hiu hiu hiu. Nó vẫn biết các bạn, nó vẫn biết cuộc mình ở đây. Đổi Hương Sư ngon hơn à? Được. Hiu. Eo ơi sợ thế. Giáo viên văn thì có những giáo viên đít, giáo viên đát nha. Có người dạy rất là hay. Họ không có nhìn bao giờ nhìn sách vở gì luôn. Giống y như là một cái cỗ máy mà gọi lập trình hết tất cả mọi thứ ở trong đầu rồi. Lên là nói thôi. Mà mỗi lần nói là chữ cứ tuôn ra giống y như là một bài văn hoàn chỉnh vậy đó. Còn có những giáo viên thì dạy chán lắm. Kiểu như họ dạy quá dập khuôn quá nhiều á. Đâm ra là nó khô khan. Không có hay bằng những giáo viên mà họ hay pha trò. Rồi họ liên hệ từng cái bài này với bài kia với nhau, rồi tạo ra
rồi lấy những cái dẫn chứng ở ngoài đời thực họ đan xen vào cái bài dạy ấy, đâm ra là nghe rất là hay, rất là cuốn. Mình thì cũng ngày trước mình học được mấy cô đó tổ trưởng tổ văn luôn, đúng nghiền luôn. Nhất là học lớp 10 có cái câu chuyện tấm cám đấy, chắc là có bạn mấy bạn cũng có học rồi. Hay xỉu. Thôi nói chung thì nói, chứ mình không thích môn văn. Ôi nổ máy. Ok. Wait at Buzi. Ui gì dí đấy. Đá tới mẹ hả? Trời ơi. Mà cổng đi mấy anh chị em ơi, cai cho. Mình cũng còn một cây đũa thần nè. Vô vô vô. Trời ơi, nè nè. Biết ngay mà. Ui giời, phải xóa game. Kiểu gì kiểu. Tốc biến không? Tốc biến không? Không luôn mọi người. Dịch chuyển. Cứ tưởng tốc biến. Ủa mà cái hầm ở đâu trời? Mắt đỏ còn nhiều quá, để mình đi kiếm hầm coi. Yeah. Yeah. From the top, make it drop. Trời ơi, gì nữa? Ai rảnh đứng ở đó đâu mà me ván bà. Tôi đi kiếm hầm bà ơi. Trời, bye bye nha, bye bye em, block nha, bye bye em. Tôi đi ăn phở hai gia lô. Các bạn đừng chuyển kênh nhé, mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho anh em cùng xem. Hello anh em, mình đã quay trở lại với ký ức của Leo trong bộ trang phục ma thuật sư đây. Trận này cứ vui vui vẻ vẻ. Hồi nãy thấy mấy ông bà này kiểu như giống như chôn mình ấy. Thấy mình bích ma thuật sư xong cái bốn người kia, ba người còn lại cũng bích hết ma thuật sư luôn. Trời ơi, tôi hơi bị sốc mu nhưng mà thôi. Nhưng không biết sao cuối game lại thay đổi lại thành hương sư tự máy với côn trùng học. Ai vậy? Cú Trang à? Ui ghê nhở. Giống như in lừa tình mình á. Yeah. Trời ơi nó lừa mình á. Mất nét ghê luôn. Kiểu như là nó lừa mình đập ván hay là gì á. Đấy. Ui dồi ôi. Em sai, em xin lỗi. Ghê thiệt á. Nè. Đấy, các bạn thấy chưa? Nếu như quả đấy mình không dùng cây đũa thần á, là mình đã bị ăn đòn rồi đó. Không thèm vá ván luôn. Ui dồi. Ui dồi ôi, coi này kìa. Ánh trăng lừa dối. Bu trang dối gian. Ui dồi ôi. Sốc thiệt sự luôn. Đấy, nó cứ lừa ấy. Mất nét. Ủa xong gồng đi má. Nãy thì không chịu gồng. Tức ghê. Ủa gồng đi. Ui giời, hai máy rồi. Yeah. À. Ủa nhanh vậy. Ủa không dám làm gì luôn á. Thiệt sự luôn. Không dám đụng chạm đến má luôn á. Không dám đập ván luôn. Mấy cái ván chữ U này nó hãm lắm. Đập cũng không được mà không đập cũng không được. Chưa cắm mắt. Con robot của Mechanic đang ở trong đấy. Cứu trời ơi. Sửa máy gì vậy. Cứu mẹ nhanh lên. Nó không cam. Ngon. Yeah. Ừ chị Hương Sư cứu được á. Nè các bạn thấy không. Khi mà mình lên ghế cứu xong được tàng hình nè. Ui dồi ôi. Cái gì mà con bay dù soi nữa. Ủa nó không dí. Dạ em đội ơn anh Gu Trang ạ. À. Em đội ơn anh rất là nhiều luôn ấy. Rồi tay không để mà cai thì cũng rất là khó đúng không. Trời ơi. Mấy ông bà đâu hết rồi không biết. Đây này, bà Mách này.
Ê, lấy con robot khều hưu cho mình đi. Bạn bạn Mike ơi. Robot ấy, lấy con robot ấy. Ừ đúng rồi. Ui giời ơi. Không yên với nó luôn ấy. Bà Mike bà khều con robot là sao vậy? Ui giời. Nó dí luôn rồi. Xui nha, xui nha, xui nha. Mình đi đây, mình đi lục hòm. Ủa cái gì vậy? Sao thằng nhỏ này nó không tha cho mình vậy trời? Ai mà ngu đứng ở bên đấy đâu. May quá đập cái ván bên này được nè. Anh yêu ơi. Ui giời ơi. Nhìn sợ thật sự luôn ấy. Ui chết 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 chết. Quét ạ tu gì. Yeah. Hụt rồi kìa. Trời ơi lâu lắm rồi. Mới được một quả. Trời ơi. Ông bà nổ máy nhưng mà hết hồn vậy. May nó không có đánh mình đấy. Nó phá ván đấy, không ngờ quả đấy nổ nó bụp cho khá là chết rồi. Yeah. Vũ trang dối gian lại đây. Gì vậy? Sợ quá. Hai em nó mà rung chuông một lần nữa mà mình không hiểu chuẩn được là mình ngáo luôn á. Yeah. Vô 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 vô. Úi xời ơi. Chết mẹ rồi. Cứu mẹ mấy đứa ơi. Ủa cho xuống hầm chi má. À không không không. Không tha luôn á. Thiệt. Ác ghê. Thôi ok và chết thì chết rồi. Số phận đã an bài rồi. Tránh sao trời khỏi nắng được. Và mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Cảm ơn bạn Elias đã cho mình mượn cái bộ trang phục này để review đến cho mọi người cùng xem. Và chúc các bạn có thật là nhiều cầu và mở được ra những bộ skin mà mình mong muốn nha. Bye bye mọi người. Ghê chưa? Con voi cắn manti. Gâu gâu.